Cửa sổ xe ô tô không chỉ góp phần giúp chiếc xe trông sang trọng, thời thượng hơn mà còn nhiều lợi ích đặc biệt khác, giúp giải phóng khí độc trong xe. Các phần nhựa và da của nội thất ô tô có khả năng sản sinh một lượng những khí ô nhiễm và độc hại như benzen hay formaldehyde khi xe bị đóng kín trong thời gian dài. Các chất này gây hại đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt gây hại tới khả năng hô hấp. Nếu tiếp xúc thường xuyên, chúng hoàn toàn có khả năng gây ra ung thư cho người sử dụng. Trong trường hợp này, cửa sổ trời là lựa chọn thích đáng giúp giải phóng những dòng khí độc hiệu quả và nhanh chóng nhất. Nhiều chuyên gia vẫn khuyên tài xế giữ thói quen mở cửa sổ trời và điều hòa trước khi di chuyển để thanh lọc không gian trong khoang xe, giảm tiếng gió. Trong quá trình xe chạy ở tốc độ cao, nếu mở cửa sổ ở hai bên, lái xe thường bị ảnh hưởng bởi tạp âm và tiếng gió mạnh, từ đó gây mất an toàn cho hành trình nếu lúc này mở cửa sổ trời và đóng cửa sổ hai bên sẽ có tác dụng tốt giúp ngăn chặn được ảnh hưởng nói trên giảm nhiệt độ trong xe trong thời tiết nắng nóng vào mùa hè nhiệt độ bên trong xe rất cao dưới ánh nắng mặt trời nhiệt độ bên trong xe sẽ tăng lên khi chúng ta vào xe sẽ cảm thấy rất ngột ngạt sẽ mất một khoảng thời gian để điều hòa bật và làm mát bởi vậy Đối với những chiếc ô tô có cửa sổ trời giúp bạn có thể hạ nhiệt trong xe nhanh chóng, giảm tỷ lệ khí thải trong xe. Khi bị tắc đường, tất cả các xe đang ở trạng thái dừng hoặc di chuyển rất chậm, do đó khí thải từ xe sẽ bao phủ không khí xung quanh. Lúc này, mở cửa sổ trời và đóng các cửa sổ bên cạnh, các khí thải trong xe sẽ nhanh chóng được đẩy ra ngoài. Không khí bên ngoài sẽ được điều hòa lọc phần lớn khí độc hại sau đó mới đưa vào trong xe loại bỏ hơi ẩm đọng trên kính mùa hè và mùa thu nước mưa nhiều trong quá trình vận hành hơi nước trong xe không dễ tản ra khiến xe bị ẩm xuất hiện hơi nước trên mặt kính lúc này cách tốt nhất để loại bỏ hơi xương chính là sử dụng cửa sổ trời chỉ cần mở đến vị trí thông gió cánh hậu thì lập tức phát huy tác dụng đánh tan sương mù hơn nữa cũng đảm bảo cho việc lái xe an toàn lối thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp như xe rơi xuống nước hoặc bị tai nạn rất khó để người ngồi trong xe có thể thoát ra bên ngoài tuy nhiên sẽ dễ dàng hơn khi chiếc xe của bạn được trang bị cửa sổ trời người mắc kẹt trong xe có thể thoát hiểm qua lối này một cách dễ dàng và tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức